Xin chào các bạn, đây lại là một cái chuyên mục tìm chỗ để tiêu pi. Thì các bạn có pi ở trong ví rồi, câu hỏi là các bạn sẽ phải đi đâu, làm gì, ăn uống ở đâu, chi tiêu cái gì để có thể tiêu được cái số lượng pi ở trong ví. Thì đây là một cái địa chỉ để các bạn có thể tiêu pi của các bạn. Thì đây là một quán thịt dê ở Hà Nội chấp nhận gọi như nào giờ nhỉ? Trao đổi hoặc là thanh toán. Thanh toán thì nghe chừng nó sẽ không được ổn lắm về mặt pháp lý, nhưng mà có thể trao đổi hàng hóa dịch vụ bằng pi. Chỉ từ 0,29 pi là bạn sẽ được thưởng thức các cái món ngon đến từ thịt dê tại cái quán này. Và nếu mà bạn có pi thì bạn có sẵn sàng đến cái quán này để trải nghiệm trao đổi hàng hóa dịch vụ tại đây không nào? Đây, các bạn có thể xem trên hình ảnh là một nhóm bạn trẻ đang thưởng thức các cái món ăn tại quán. Và tổng chi phí cho cái bữa ăn này nó rơi vào là 1,16 pi. Đó, sâu luôn cả ví, cả cái thông tin những cái món ăn ở trên này. Gồm có mì dê tái này, mì dê chín này, mì dê tái chín. Tiền Việt thì nó rơi vào 55.000 đồng. Còn nếu mà quy đổi bằng pi là 0,39 pi. Địa chỉ rất là gần trung tâm thành phố Hà Nội luôn các bạn ạ, 29 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội. Khu vực này thì những bạn nào mà là sinh viên của trường Đại học Ngoại thương, Đại học Luật, học viện gì nhỉ? Mình nhớ không nhầm là Học viện Hành chính, Học viện Hành chính Quốc gia, đều có thể thưởng thức tại đây. Đấy, rồi có cả những cái món như là chân dê, dê hầm thuốc bắc, cháo dê đậu xanh. Đấy, các bạn ăn dê thì khá là bổ dưỡng đấy. Và nếu mà bạn nào có pi thì các bạn có thể tầm bổ được bằng các cái món ăn này. Thử đi các bạn nhé. Và cho mình xem là cái chất lượng của quán có ngon hay không, để anh em có pi qua đây mà tiêu. Thế các bạn nha.